Chào các bạn nhá. Bây giờ là buổi tối 8 giờ kém này. Mình ngồi PC để mình vào shopware mình cần mua cái đồ. Đó chính là cái van nước này này. Và tiện thể đang ngồi thì shipper gọi điện giao hàng. Lên cái video này thì mình lại chia sẻ cho mọi người một cái shop mà mình mua linh kiện nhiều lần và mình thấy linh kiện khá là chất, khá là tốt. Nên các bạn có thể tham khảo nhé. Mình không quảng cáo cái shop đó mà chẳng qua mình mua nhiều lần và mình thấy linh kiện ok. Chỉ có một vài lần, ví dụ như mình mua 10 con IGBT thì có mất một hai con là lởm chẳng hạn thì chấp nhận thôi, bởi vì bản thân chất ấy là họ cũng nhập từ bên Trung Quốc về, thì trong nô có linh kiện kém thì cũng chấp nhận. Nhưng mình mua quá nhiều lần nên mình thấy chất lượng nó khá là tốt, tức là linh kiện mình mua khá là ok. Do đó mà mình nên làm cái video này để cho bạn nào muốn mua hàng có thể tham khảo nhá. Mình đính chính là mình không phải là mình quảng cáo cái shop đó, chẳng qua ấy là bây giờ vấn đề là thợ sửa chữa ấy, là mua linh kiện đó là cả một vấn đề. Như ngày xưa mình hay giới thiệu cho mọi người mua linh kiện trên web linh kiện chất lượng.vn này, hoặc mua sò giã máy của bạn Hải Sò này, vân vân này, thì thỉnh thoảng mình cũng mua ở các trang thương mại điện tử, có thể là trên Shopee ấy, các bạn ạ. Thì đây này, chúng ta sẽ nhìn này. Tùng Ánh Sport này, đó chính là thằng cu này, mình gọi là tên là, nó là Úc, nó ở người làng mình. Nó là shipper, nó chuyên giao hàng cho Shopee nhá. Nó gọi cho mình lúc 7 phút trước. Đấy, đây là nó vừa mới giao cho mình một cái đơn hàng. Thì đơn hàng đây này. Mình đang ở cái Shopee của mình nhá, là kẻ hủy diệt, tên là kẻ hủy diệt này. Đây mình vào đơn mua này. Cái đơn mưa mua thì vẫn đang chờ giao hàng, đó chính là cái đơn mưa mình mua nhá. Và cái shop mà mình mua linh kiện ấy, đó chính là cái shop linh kiện 589 này này. Thì tí nữa mình sẽ vào cho chúng ta tham khảo. Thì mình vừa nhận một cái đơn nhá. Gồm có là mình cần mình mua, thực ra là cái đơn hàng này mình mua rất ít, nhưng cụ thể là mình cần vài con IGBT H20R1353. Mình mua với giá 12k này. Thì tiện thể thì mình cũng lại mua thêm vài con là H20R1203. 1203 thì mình mua ở đây, ngày trước thì chân ngắn là 11k, bây giờ là chân dài là 11,5 nhá. Rồi mình lại cũng lại mua tiếp con IGBT là 40A này nha mọi người nhá. Đó, đây là mình mua ở đâu con H20P5, tóm lại là những con này này, những con này mình đều có. Đó, chỉ có duy nhất là cái con này mình đang hết hàng nên mình có cần mua này mọi người này. Nên do đó mình tạo cái đơn hàng này mình mua với giá là 151.000 nhá. 151.000 này. Thì có cả móc phép này là dành cho để cho thấy tìm nó rẻ rẻ, thế là để cho bù áp trong cục đẩy đấy các bạn ạ. Và đây đồng hồ của mình sắp đứt mà mình còn một cái nữa thôi, nên mình cũng mua thêm một cái dây đồng hồ nữa nhá. Và mình vừa mới nhận hàng và mình vừa mới kiểm tra ấy, thì con H20R1203 đo lỗi à đo ký tụ ký sinh giữa G và E của nó là 1,5 nano, đều nhau hết nhá. H20R1203 cũng 1,5 nano. Đó, 40 này thì 1,55. Như vậy là nó theo kinh nghiệm của mình ý, thì đó là những con IGBT giã máy chất lượng ok. Đó là hàng ok chứ không phải là hàng giả. Quá lắm rồi, nếu mà các bạn mua về mà các bạn đo nhá. Các bạn đo thấy mà ví dụ như con H20R1203 mà các bạn mua mà tụ ký sinh nó còn chỉ có khoảng 0,9 nano thôi, hoặc lên đến 3 nano chẳng hạn, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đấy là con IGBT bố láo nhá. Cụ thể là IGBT đẻo hoặc IGBT bị xóa số in lại tên nhá, và chúng ta không biết được đấy, chúng ta đo được 3 nano ấy thì có thể nó là một con IGBT gì đó, nó là IGBT tốt tốt đấy, nhưng mà nó không biết là tên gì cả. Có thể điện áp chịu đựng của nó có 60V rồi chẳng hạn, hoặc là 200V nữa chẳng hạn, nhưng mà họ đã in thành là 20A 1200V nên đo sai khác là mình lém luôn nhá. Nhưng rất tiếc là rất hay ấy, nó là cái shop này này, cái shop linh kiện 789 này, mình mua rất nhiều lần. Đây mình có thể, đây là shop video này mình giới thiệu cho mọi người nhá. Mình lại nói lại là mình không quảng cáo nhá, mà mình là một cái shop mà mình hay mua và mình thấy linh kiện ok là mình giới thiệu cho mọi người thôi. Thế đây này, mình sẽ tìm cho mọi người cái đơn mua trên cái shop này, mình mua nhiều lắm rồi nhá. Các đơn mua đâu nhỉ, tất cả đây nhá. Cái này hôm họ lọ mua mấy cái cây gật gù thì không nói rồi nhỉ. Cái này rắc này thấy nó rẻ kinh khủng nên cũng mua này, 6 đầu ấy. Của nó là linh kiện, shop này là linh kiện 589 nhá. Để mình sẽ quay xuống cho mọi người là mình mua được khá nhiều lần nó nhá. Mình mua shop về nhiều lắm mọi người ạ. Đấy, đế chân cái thứ mình cũng mua hết. Đây, linh kiện 589 cũng đã từng mua này.
MOSFET này là 7A 800V 3K một con, đi chưa dùng con nào. Hồi đấy là hồi này là cái đơn hàng này là hồi đấy là mình mua, mình tìm mấy con MOSFET cho mạch bù áp trong trong cục đẩy nên mình có tạo mua cái đơn hàng này này. Các bạn ạ, thấy toàn thấy mạch bù áp nhá, với giá 141.000 tổng ấy các bạn ạ. Thì cũng mua H20R1203 đó, như dùng hết rồi. Thực ra mình có một lô lô xác bo bo xã xác. Mỗi một bo đấy nó có tận hai con H20R1203 cơ, nhưng mình lười mình chẳng muốn tháo. Thế là tiện mua mình cứ mua luôn, bởi vì mình dùng nhiều lắm. Tóm lại này là trong mình sửa biết từ rất nhiều, và cái con IGBT H20R1203 thì mình dùng quá nhiều nên nó hết liên tục các bạn ạ. Nên mình mua mua thêm thôi nhá. Vì hiện tại mình vẫn đang còn rất nhiều, nhưng mình lại mua vừa mua thêm ba con nữa đấy. Rồi cái này là hồi mua dầu, nhưng một số kiểm tra này cái dầu này chất lượng đúng là dầu giả, không phải dầu thật. Nhưng nó là dầu mới thì cũng ok các bạn ạ. Tiếp tục nhá, để tìm xem còn cái shop đấy mình mua không nhá. Đây, linh kiện 589 mình cũng mua nhá. Zariat 65T14 này, dành cho bếp từ Electrolux của Đức nhá, hoặc là AEG nhá. Rồi máy hàn hai con này thì mình chưa dùng, mình thấy nó dòng hàn cao tận 160A này nhưng mình chưa dùng nhá. Đấy, con này thì mình mua về mình lắp bị lỗ các bạn ạ, nên mình vẫn để còn lại vẫn còn 4 con 60F5 này. Mình mua rất nhiều cái xốp này và mình thấy là linh kiện tốt các bạn nhá. Đấy, lại tiếp tục linh kiện 789 589 tiếp này. Tóm lại đây là một cái xốp mình mua rất nhiều nhá. Thực ra linh kiện của mình rất nhiều, nên khi mình cứ cần con linh kiện nào là có thể mình lại tạo một cái đơn hàng, mình mua thêm những cái con khác để dự trữ các bạn ạ. Và hiện tại ấy, là mình đang cần tìm van nước ấy. Tí nữa mình sẽ đặt, bởi vì cái van nước nhà mình nó đang bị dỉ nước, cái van mà cấp vào cho bình nóng lạnh ấy. Đấy, mình sẽ chọn, khả năng mình sẽ mua hai cái này, là một loại cao cấp giá 47.000 và một loại thường giá 23.000. Hai loại thường thì thấy mỏng hơn. Mình mua super thì mình hay có hai câu trò, hay là mình kéo xuống mình đọc bình luận của mọi người đó, xem họ phản hồi như thế nào. Nhưng mà lên bỏ khoảng 3 bình luận đầu đó, đôi khi hoặc là chúng ta sẽ xem cái bình luận nó phải mới nhất nhá, chứ bình luận lâu ngày xưa rồi có thể là họ sẽ mua bình luận các bạn ạ. Thì mình xem họ phản hồi ok không thì mình sẽ mua. Đó là cái kiểu mình mua hàng trên mạng là như vậy. Cái van này, cái van khóa nước cho vào cái đường lạnh của cái bình bình điện. Mình hay chuyển chế độ là giữa dùng nước năng lượng mặt trời với nước chạy qua bình điện ấy. Nên ngày xưa nắp là nó không thay đổi được nên toàn phải khóa van bằng tay ấy. Nên đợt vừa rồi cứ khóa nhiều nó đang bị dì cái chỗ này này, nên mình mua. Đó, video này thì kết thúc. Hy vọng là những cái video mình chia sẻ này ấy, thì là sẽ giúp ích được các bạn làm nghề nhé. Kênh này thì rất nhiều bạn đang làm nghề mà. Thì đó là một cái super, một cái shop bán hàng. Thì nó là cái shop mà mình thấy tin tưởng thì mình giới thiệu cho mọi người thôi. Và các bạn có thể mua và trải nghiệm xem thế nào nhé. Còn đâu mình cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về linh kiện tốt hay không, rồi là các bạn mua về lắp hay là lổ nhá các bạn nhá. Mình chỉ giới thiệu thôi và các bạn chỉ là mang tính tham khảo cho mọi người thôi nhá. Video kết thúc, chào tất cả các bạn.